Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Trảng Bàng liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, lãnh đạo công an thị xã Trảng Bàng đã chỉ đạo triển khai nhiều phương án kế hoạch và tổ chức đấu tranh phòng ngừa nhằm kiềm chế sự gia tăng của loại tội phạm này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mang lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Do không có tiền tiêu xài, ngày 3 tháng 10 năm 2023, Phan Anh Tuấn, 43 tuổi, ngụ thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, tạm trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, điều khiển xe mô tô rảo quanh các tuyến đường thuộc khu vực phố Tịnh Phong, phường An Tịnh. Phát hiện nhà anh H không có người trông coi, Tuấn treo tường vào bên trong, dùng cây sắt mở khóa cửa sau, đột nhập vào bên trong nhà, lục soát lấy trộm 10 chỉ vàng 24, tiền Việt Nam 50 triệu đồng và một laptop nhãn hiệu Asus. Sau đó, đối tượng Tuấn mang đến tỉnh Đồng Nai bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua điện thoại iPhone 15 để dùng. Với thủ đoạn trên, đối tượng đã thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an thị xã Trảng Bàng đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng ngay sau đó. Biết là gia đình ấy là toàn đi làm cả ngày cũng ở nhà, là tôi quyết định là ngày hôm sau là tôi đột nhập vô. Và hôm đó là tôi đi từ phòng trọ đến, đi đến gần đó, gần gia đình nhà đấy là tôi dựng xe ngoài nghĩa địa. Sau đó tôi đi bộ vòng vào sau ngôi nhà và tôi đi gần đến mép hông cửa nhà thì tôi nhảy vào bờ rào. Và khi nhảy vào bờ rào thì tôi thấy nhà có camera, cho nên tôi lấy cái áo mưa của nhà chủ nhà để đấy, tôi chùm lên và tôi lấy cái khăn của nhà chủ nhà, tôi chùm lên camera. Sau đó tôi thấy cái nhà đấy có một cái cửa hông cũng không khóa cửa. Tôi kéo cái cửa hông đấy, tôi nhìn vào cái cửa bếp sau là không khóa cửa, không có cái khóa cái cửa ổ chỗ cái cửa ấy. Tôi kéo cái thanh sắt ở đường, lấy cái thanh sắt đằng sau phơi đồ của chủ nhà. Tôi dùng cái thanh sắt đấy là luồn vào cái khe cửa, rồi là tôi gạ cái chốt của cửa, rồi là tôi kéo đẩy ra và mở được cửa. Trước đó, vào ngày 19 tháng 8 năm 2023, đơn vị này cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng, 37 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, vì hành vi nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, đối tượng đã chuẩn bị các mỏ lết, tua vít, kềm, găng tay và một số công cụ để thực hiện hành vi đột nhập trộm cắp tài sản. Sau đó, Hưng điều khiển xe mô tô từ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh lên Tây Ninh, rảo quanh các tuyến đường, tìm kiếm nhà người dân đóng cửa, không có người trông coi, thì đột nhập, phá khóa, lẻn vào trộm cắp tài sản có giá trị như vàng, tiền mặt, đồng hồ, hộp xoàn, rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn trên, đối tượng Hưng đã 3 lần đột nhập nhà người dân ở phường An Tịnh, phường Lộc Hưng để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài. Đây là 2 vụ trong số rất nhiều vụ trộm do người dân chủ quan mất cảnh giác. Trong 9 tháng năm 2023, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn xảy ra 29 vụ, điều tra làm rõ 16 vụ, 16 đối tượng. Theo Công an thị xã Trảng Bàng, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản không mới, nhưng có phần tinh vi, manh động hơn. Các đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan lơ là, mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi, bảo vệ tài sản, những hộ dân quản lý tài sản còn lỏng lẻo, những khu vực vắng người qua lại để trộm cắp tài sản. Các đội nghiệp vụ đã tham mưu cho ban chỉ huy công an thị xã chủ động xây dựng nhiều cái kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, trong đó là tập trung vào cái việc mà rà soát quản lý chặt chẽ cái số cái người đối tượng mà lưu động, mà cái người tạm trú lưu trú trên địa bàn để mà không có cái nghề nghiệp trên địa bàn, hoạt động trên địa bàn mà có biểu hiện là vi phạm pháp luật ở trên địa bàn. Thì đồng thời là các đội nghiệp vụ là cũng thường xuyên tăng cường cái trinh sát, trang bị phương tiện thường xuyên là đeo bám dưới địa bàn, phối hợp với công an các xã phường để chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt cái việc là tấn áp tội phạm từ cái cơ sở. Bên cạnh chức trách nhiệm vụ của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, người dân các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn cần chủ động trong công tác dự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình, góp sức vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ta nên cái gia cố cái hệ thống các cái khóa cửa, rồi lắp đặt các cái khóa chống trộm xe máy, thì không để cái sơ hở tài sản ở nơi công cộng. Chủ động gắn cái camera giám sát tại cái gia đình, cái cơ sở sản xuất kinh doanh, các cái ngõ đường hẻm
ở xung quanh nhà. Thì tiếp nữa là hạn chế chia sẻ cái thông tin cá nhân của mình, hình ảnh kiến trúc nhà cửa và tài sản hoặc là cái lộ trình các chuyến đi xa của bản thân gia đình lên mạng xã hội để tránh bị cái kẻ xấu lợi dụng để thực hiện cái hành vi trộm cắp tài sản. Tiếp nữa là cái khi phát hiện được cái kẻ trộm vào nhà thì phải bình tĩnh xử lý, đảm bảo an toàn cho người thân gia đình như người già trẻ nhỏ, đồng thời thông tin ngay cho cơ quan công an khi đã đủ cái điều kiện an toàn. Đặc biệt ta nên chú trọng là không có tự ý một mình để truy bắt cái đối tượng, bởi có thể là dẫn đến những cái tình huống là nguy hiểm đến tính mạng. Để bảo vệ tài sản cá nhân, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bịt kín sơ hở, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.